Xin chào các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe. Mình là Khương. Sau đây là cách làm đài phun nước mini để bàn bằng chai nhựa kiểu mới rất hay, không dùng đến điện, không dùng đến motor, chảy liên tục, chảy mãi không ngừng. Các bạn có tin không? Nếu các bạn thích thì bấm vào like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên đăng ký bấm chuông để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất. Sau đây là cách làm chi tiết.
Hết video. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hay thì hãy tặng cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và đừng quên đăng ký bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất.